ngoại ngó là lần khán giả hết hồn vậy. À nè, đeo cái này cấm le lưỡi nha. Mới nói nó le lưỡi à, ổ ngoại le lưỡi à. Le lưỡi nha, nhưng cái đó giờ nó nâng được đâu. Trời ơi, có Mạnh Thường Quân nào, có người nào mà đi lo vậy không trời? Sấy tóc luôn rồi nè, dẫn đi làm móng rồi nè luôn nè. Thôi lỡ sơn luôn cho rồi đi. Mãi sơn nha. Hả? Sơn móng không? Không. Chứ làm gì? Cắt cho gọn thôi ha. Cắt con gọn thôi khẩu không? Hôm mấy cắt cho gọn thôi. Giờ cái đầu tiên lùi. Ồ, quá đã luôn rồi. Lùi thơm tho chứ mà nãy nó chịch rồi. Cái này mà con ruồi mà nó lỡ đậu vô là nó té nó chết bà nó luôn á. Phải không mày? Quá rồi. À, quên hả? Nhuộm tóc không? Nhuộm tóc không mày? Nhuộm tóc không? Đầu còn đen chưa nhuộm. Đầu còn đen. Được rồi. Quách lông không? Hả? Quách lông không? Không muốn. Tay chân có lông không? Mình quách luôn. À, còn có lông, có lông, có sách, còn gốc con người, còn miếng lông không à. À, con vậy thôi. Con người khỏe mạnh rồi đó, mấy con người được niềm vui mới có lông. À, vậy ha. Thôi thôi, thôi, con không muốn, con không muốn bạn tới cái vụ lông nữa. Rồi, ngưng. Có lông, có sách, còn gốc con người. Đừng có bàn tới cái vụ lông nữa, hồi này dính đạn chứ bả đó. À, tôi gặp cái mớ lông này tôi mừng lắm. À. Ồ, ồ. Bữa nay là vệ sinh khóe nè, ha, móc khóe xin luôn. Xin ba chân luôn cho sạch sẽ. Tôi có dính cái miếng miếng à. Chị để vừa vừa thôi, đừng hết tặng phao nha. Bây giờ em đừng hết tặng phao. Em cắt cho không? Bà sạch thôi, đừng có cắt da vô. Không biết bà có bệnh gì không, mình sợ cái khóe da. Nên em vệ sinh sạch vậy đó, cái cắt móng cho bà sạch. Đúng rồi. Chứ đừng có cắt da, khóe da mà. Coi trong chừng, không chừng trong móng nó có dính miếng mắm nữa nha. Không phải không? Tôi có xét máu. Xét móng xác đi. Móng xác lên đi. Trời ơi, con bốn mấy năm cuộc đời con chưa được ngồi vị trí của bà Đặng nữa đó bà Đặng. Đổi không? Hả? Qua đây ngồi quay đi, con qua bển ngồi xíu coi. Móng từ đó giờ chưa biết, chưa có làm luôn đó đó. Sao con này không chịu? Nghe hả? Con này không chịu. Rồi giờ nè, cái miếng đắp mặt nạ được, được rồi, giờ đưa qua con đắp coi. Sao? Đừng cho ông làm đẹp đi nào mà chịu không? Tự già rồi con nào để ý nữa, còn con nè, con cần đẹp để mà ai để ý con nè. Cho không? Trời, cái này là trời. Cho bà ngoại trải nghiệm thôi. Yeah. Trải nghiệm một lần cho bà ngoại biết. Ủa từ đó giờ có đắp ngoại? Mấy lần? Mấy lần rồi? Chứ chưa có dẫn đi rồi. À vừa rồi có người dẫn rồi. Hèn chi mới gật đầu á. Yeah. Vậy là có rồi. Ngoại nói cũng bình thường quá. Trời ơi cái này đắp vô leo hay là lấy vô leo nhai luôn ha. Chị Ngọc là dẫn bà ngoại đi là tới bến A tới Z luôn. Nếu kiểu này nè, hỏi ngoại luôn nè. Rồi xong cái này ngoại muốn ăn cái gì nè. Cho suy tính luôn á. Đang lấy bụng nè, cho ăn gì mừng nấy. Ăn gì? Không, bây giờ cho bà chọn đó. Con đãi bà đó. Ăn gì? Đi. Chứ đừng ăn cơm hoài. Ăn gì ngon. Ừ, ngày nào cũng đãi cơm chân rồi. Anh không đãi cơm hàng ngày rồi, giờ con đãi khác. Cháo. Trời đất ơi, thôi. Đây đông có mỡ, bà có ăn thịt bò không? Không. Thôi bây giờ nè, con quyết định cái này. Vừa rồi con có dẫn ngoại đi á, ví dụ mà ăn hải sản á, ngoại thích không? Thích. Rồi, quyết định như đi. Đây, bà nói anh dẫn đi ăn hải sản không nồm kìa. Trời ơi, bữa đó nó nồm cũng cần không luôn. Bà nói vậy, ăn cả 500 ngàn hơn mà không nồm. Dẫn luôn. Bữa đó hả, con không có ăn được con tôm, con không ăn được con tép, không ăn được con mực luôn. Dành cho bà ngoại hết trơn luôn. Một mình là ăn 500 ngàn hơn là nhiều dữ lắm. Nói vậy mà nói ta không nữa. Không phải rồi, quá trời có lực vậy ăn. Vậy hải sản nha ngoại. Hả? Nghe không? Rồi. Khỏi gì chứ, thằng Phong nữa phán cái là dính liền. À, ngoại tiết tiền. Tay kìa, tay nè. Tay kìa. Tay đây con cầm cho, không có mắt đâu, để đây. Ừ. Ngầm một tay vô, ừ đúng rồi.
sạch sẽ ra mất con cơm ăn nó mới ngon chứ. Quá rồi. Bữa nay bà đặng lộng lẫy à. Được, hồi đi ăn tha son không? Ngoại, tha son không? Để xuống đó ngoại. Trời ơi bà ngoại đừng ngước lên con, con nhìn con giật mình hoài à. Đi ăn này ăn cái gì mừng lắm chứ mà ngoại có cái gì à. Sao? Chạm ta mới lo thuốc men trang điểm rồi còn đòi ăn này nọ. Không nói thì phải ăn. Vậy hả? Ai nói? Hồng Nhi. Ai nói thì nói rồi mình ăn ăn. Mình cách tính tự ái trong bụng vậy đó. Dạ hả? Trời nói đồ ăn lăng xăng. Ăn lăng xăng. Trời ơi nấu vậy. Ôi đi tỉnh táo lắm. Đi ăn mừng lắm. Ừ. Bây giờ ăn món này có được không nha? Nói. Đang thèm củ tiếu khô. Trời ơi sao mà nhiều món quá vậy? Bây giờ quyết định nè. Ăn gì? Củ tiếu khô mặt mẹ đây nè. Củ tiếu khô không có bằng hải sản đâu đó, con nói trước đó. Dạ nào. Cái này không cắt đi. Cái này không cắt bị được có bệnh rồi. Cái này bị bệnh rồi sát pha rồi. Rồi, bỏ qua tay kia. Bỏ món nó ra ngoài. Mấy cái món này chắc rồi hả cưng? Rồi, cái món này. Rồi, đúng rồi. Bị dập mắm bây giờ? Dập mắm bây giờ cắt hơi, cái này là để nó đi. Để đi, giờ tôi kiếm cây, tôi xeo đồ, tôi làm ăn. Tôi làm sợ đau lắm, ừ. Chờ chanh nha. Chanh cho sạch. Ngoại ơi. Ơi. Thấy chị Ngọc sao ngoại? Thấy cây này hả? Dạ. Thấy cây này cũng cảm mến luôn, cổ cũng nhiệt tình giúp đỡ. Cái thương thiệt tình nó từ Bình Dương lại đây mà cổ hướng lo đủ mọi phương tiện đúng không? Bây giờ trước tiên là cảm ơn anh Hương Râu nè, dạ. Chị Anigon nè, bên dạ. Hai anh chị Tiên Vàng bên nước ngoài đó, nhờ anh Phong quay lên nè. Dạ. Con mới thấy nè, rồi cái dạ. Là Phong đi, lũ con đi rồi mới được đi theo biết bà. Dạ. Cảm ơn con, cảm ơn dạ. Anh này nè. Dạ. Đó, chị, nào chị Ngọc với anh Tâm là bạn thân của anh chị Oregon ở Mỹ á ngoại. Dạ, vậy bạn thân á. Không có anh không ra quay lên thì tụi con đâu biết bà. Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ nè. Cũng nắng nắng nguồn, cũng nhờ cậu này mình có được cái gì được như nhờ ông cậu lần đầu tiên. Sao nói chuyện làm gì mà nhu mì nhỏ xíu à? Ngoại ta được thế này, ta sẽ nhớ lấy ông thầy đầu tiên. Ta được thế này, ta nhớ lấy ông thầy đầu tiên là anh đó. Nè, anh lên làm thầy luôn anh. Trời ơi, ai gì đọc Phật. Nó phải có văn, có dạng. Rồi, bởi vậy em nói là văn một bụng là vậy mà. Anh giờ biết coi tướng không? Cái gì cũng nhận với tư cách con người. Nè, biết coi tướng không? Biết. Ngoại coi tay của chị Ngọc coi sao ngoài. Thôi để ta làm cho đẹp đi. Chị Ngọc rồi ngay nữa. À, vậy là chanh nữa là xong phải không? Trời ơi, cái này mà mặc mũ đầm nữa là thôi lộng lẫy con mà bẫy luôn rồi. Về mặc đầm nha. Cái đầm đỏ bữa đó mà mặc hả mà nó ló ở đây nè. Mặc cái đó cực kỳ đẹp luôn á. Trời ơi, chơi không? Còn không? Sao? Nói đi chứ nó tạo. Không phải. Tôi mà ăn bạn lố lăng coi không đẹp. Lố lăng hả? Tôi là mã cà xa. Lố lăng ấu về phải không? Giờ tâm bà ngoại tịnh rồi, không có bận đồ hở hang nữa ha. Không bận đồ hở hang nữa. Vậy đó, thấy chưa, từ từ bà đặng thay đổi gì đâu. Nha. Bây giờ bà suy nghĩ lại đi nha ngoại. Dạ. Rồi khi nào muốn vô chùa đặng đi hộ niệm cùng với mấy Phật tử trong chùa thì điện thoại anh dạ. Phong hay Phong Nguyễn gì đó tụi con xuống chở đi nữa nha. Dạ. Ha. Là đi bằng xe du lịch đó ngoại. Là muốn là đi cái rét vô chùa liền luôn á. Đúng rồi. Nha. Mà đi vô đó là tâm hệ tịnh và hả là ở đó luôn đó nha. Ngoại, mà giờ con hỏi thiệt bà nè. Sao vô chùa có bạn bè, rồi có người lo cho ngoại, không chịu ngoại nhà, có ai đâu lo cho ngoại vậy? Ai lo không? Dạ, từ từ cũng hoàn cảnh về dành, từ từ hết thiết. Đó. Sắp xếp ha.
Nhưng mà ở nhà có con ngoại, có ai lo cho ngoại được không? Không có ai lo. Dạ. Mình tự lực luôn hả? À, nó lợi tá hay bà có tiền đâu không? Không hỏi thăm chừng không à. Con cháu nó cũng ham tiền. Nó cũng không có cho ăn. Cho chút chút thôi. Bà cũng phải tự lo. Rồi để hồi ấy, con về con dẫn bà ngoại con đi làm móng ngay dưới gội đầu coi. Ha. Lâu lắm mà không dẫn bà ngoại đi bơi nữa. Đi bơi không ngoại? Không. Cái đầu còn đau, tay còn ủ đặn, chưa có mạnh được lắm. Cô trơn đẹp quá. Nó mướt ha. Không, nó ngồi mướt còn nồi ngoại đào vô chỗ nó mướt ha. Đã nha. Nhưng mà ngoại ơi, ngoại đừng có rớ vô cái chỗ đó. Đừng có gãi nha. Đừng rớ vô chỗ đó. Tuy rằng nó lạnh nhưng mà không có nên. Ngoại ăn đi xay, đừng xay mát. Không nóng mát đâu, cho con nhìn cái nha, con kiểm tra cái vết thương ngay đây phía trước ngay đó luôn á chị. Ngay đó luôn á, đây là làm rồi nhưng mà đâu có thấy chỉ nữa phải không? Còn nó lạnh luôn rồi, nứt mấy cái đường này cũng lành nè. Dạ dạ ổn à, đầu trơn tru không thôi. Nhiêu tiền cưng? Dạ năm. Rồi, rồi giờ tới anh nhảy lên gội đầu massage với đắp mặt nè, làm móng luôn. Còn như mo luôn, cực chi bà biết không? Còn ta thì khỏe, làm bà thì cực hơn, nên mo xíu cho vui, uống cà ly cà phê. Ơi ngoại, chị ngoại. Chưa hoàn hồn hả ngoại? Vậy là còn ở trên 8 tầng ở trển á, phải không? Giờ chưa bực bực từ từ. Thấy không? Bà la bay sạch đẹp liền. Đẹp liền. Này còn đi thẩm mỹ nữa là bá cháy rồi. Rồi thì đây chút hình ảnh của ngoại á, đi spa nè, đi gội đầu, rồi làm móng. À, bữa nay bà Đặng nhìn lạ lắm nè, y như nữ hoàng Elizabeth vậy đó. Mày ơi. Anh Phong ơi. Dạ. Mà anh nói bà con á là cái này tại ý bà muốn nên mình chiều cho ngoại vui. Dạ đúng rồi. Chứ để nhiều người ta lên người ta cũng như người ta ý là bà ngoại không, em, mình... em không thành vấn đề đó, em làm từ cái tâm. Dạ, bà cái gì bà chưa gì? Biết cho mình cho trải nghiệm. Dạ đúng rồi, cho bà vui. Dạ. Chứ nó không có đáng gì. Không đáng. Dạ. Chứ nếu mà em vì cộng đồng á, em hả không có mới tới nước này đâu. Em vì cộng đồng hả là em đã bỏ bà lâu rồi đó. Em bỏ mặt tất cả mà. À, trời ơi đâu phải bà Đặng mà ai cũng thương đâu. 50-50 á, nhưng mà quyết định á, mình làm theo ý của mình thôi. Thấy bà Đặng ha. Ừ, giỡn đó. Rồi thì Phong. Phong rau là số 1 theo ngoại ha. Ừ. Rồi giờ nay tới Phong Nguyễn nè cũng số 1 luôn ha. Đúng không? Ngoại. Ngoại, bye bye đi ngoại. Ngoại ơi. Dạ ngoại ơi. Thấy ai vợ chồng cô ở Bình Dương cũng thương tình cảnh ngộ đến giúp đỡ. Thấy chưa, biết. Rồi. Rồi cảm ơn đi ngoại. Là sao quyết định là đi ăn cơm nha, chứ không có ăn mì khô vậy nha, mì khô không có ngon bằng cơm đâu nha ngoại. Nha. Ăn cơm hả? Ừ, đi ăn cơm đi. Bây giờ dẫn đâu đi ăn đó nha. Ok, quyết định vậy đi. Quán bữa hổm đó. Quán bữa hổm, quán bữa hổm. Ngoài nhớ ôi, lấy ra coi đẹp gái không? Wow, ôi trời ơi, có kìa. Lộng lẫy còn bảy rồi. Đây, để chút hình ảnh gửi của bà Đặng đi như gọi đầu với làm mặt, với làm móng cho bà khỏe. Đây là một cái trải nghiệm mà từ đó giờ chắc cũng bà cũng một hai lần thôi. Thì nói chung là thiện nguyện chỉ giúp thôi chứ không có bà đâu có tiền mà bà đi những cái kiểu này. Thì đây là một cái tạo niềm vui cho ngoại. Và cũng nhờ anh Tâm chị Ngọc thì ở Bình Dương đó quý vị. Thì dẫn cho ngoại đi để mà ngoại được vệ sinh sạch sẽ, rồi dẫn ngoại đi ăn luôn. Ngoại ơi, yeah. Bye bye đi ngoại. Bye bye. Chào gì khán giả trong nước còn nữa. Rồi bây giờ ngoại đi với anh Tâm, chị Ngọc á, với Phong Nguyễn, với Phong Râu đi ăn ha.
Rồi quý vị hãy theo dõi nha quý vị. Rồi em thì trả tiền chai nước cho ngoại hả luôn luôn. À đúng rồi, chai nước.